Nóng, anh em đã nhận được thuyền vịt thay ma chưa? Trong Play Together, việc sở hữu một chiếc thuyền câu có lẽ là khó đối với nhiều người chơi, đặc biệt là dân cày chay. Nắm được tình hình này, trong sự kiện Halloween năm nay, nhà phát hành dành tặng cho người chơi một chiếc thuyền vịt thay ma khi hoàn thành cửa hành đường cống tối. Với thiết kế dưới hình ảnh một bé vịt zombie cùng tông màu tím làm chủ đạo, phương tiện này cho người chơi một cảm giác rùng rợn nhưng lại không kém phần dễ thương. Ngoài ra, thuyền vịt thay ma có tốc độ khá ổn là 6, nhanh hơn phao cá mập. Với chỉ số này, thuyền vịt sẽ vô cùng hữu ích trong hành trình săn tìm cá thay ma đấy. Và bây giờ, hãy cùng mình lắng nghe âm thanh của phương tiện này nhé! Ngoài ra, có lẽ do biết được hiện nay, nhiều bạn bận đi học và không có thời gian cày cuốc nhiều nên nhà phát hành đã cho sự kiện này kéo dài 1 tháng và còn 22 ngày nữa tính đến ngày hôm nay. Vì vậy, anh em chỉ cần làm nhiệm vụ đủ 7 ngày là vẫn sẽ kịp nhận thuyền nhé. Vậy bạn đã nhận đến hộp quà thứ mấy của sự kiện rồi? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn chơi vui!